Thưa quý vị, căn cứ điểm E khoản 3, điều 102, nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu 500 nghìn đồng đối với một công dân sinh năm 1998, trú tại quận Tây Hồ về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Trước đó, đường dây nóng của Bộ Công an mỗi ngày tiếp nhận từ 50 đến 70 cuộc gọi từ các công ty tài chính và các ứng dụng cho vay tiền online với nội dung đòi nợ, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng. Qua kiểm tra xác minh, đã xác định người này là một trong 5 đối tượng chuyển hướng các cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng. Trước đây tôi có đi vay ở bên FE Credit và tôi vẫn trả đầy đủ tiền lãi, nhưng một thời gian tôi không truy cập được ứng dụng. Sau đấy liên tục có nhiều cuộc gọi đòi nợ, tôi thấy rất là phiền phức nên đã chuyển cuộc gọi đến số của Bộ Công an. Do thiếu hiểu biết nên tôi đã chuyển cuộc gọi đến số của Bộ Công an và sau đấy được Công an thành phố Hà Nội mời lên làm việc. Cũng đã được giải thích về hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Công an thành phố khuyên cáo, người dân thực hiện việc tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật theo đúng quy định, không tự ý chuyển hướng cuộc gọi đến các thuê bao điện thoại khác, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.